Ngày 28 tháng 1, trong khuôn khổ lễ khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2023 tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức khai mạc trưng bày báo xuân Quý Mão 2023. Tới dự khai mạc trưng bày báo xuân có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2023. Với chủ đề Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Đất nước Hội nhập và Phát triển, sự kiện trưng bày báo xuân Quý Mão 2023 là một trong những hoạt động chính trị văn hóa đặc sắc. Hội Nhà báo tỉnh giới thiệu đến công chúng trên 300 đầu báo tạp chí với trên 600 ấn phẩm báo chí tiêu biểu của Trung ương và các tỉnh, thành phố trên cả nước. Những ấn phẩm tại Hội Báo Xuân được đầu tư sáng tạo với cách thể hiện sinh động, hình thức đẹp mắt, nội dung phong phú hấp dẫn, phác họa toàn diện, toàn cảnh bức tranh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống nhân dân tỉnh Hòa Bình sau một năm đầy khó khăn thử thách do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trưng bày báo Xuân Quý Mão năm 2023 sẽ tôn vinh những thành tựu to lớn của báo chí Việt Nam và tỉnh Hòa Bình, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước cũng như tỉnh nhà, tăng cường giao lưu gặp gỡ giữa các nhà báo với công chúng báo chí, khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống xã hội nói chung. Đây cũng là dịp biểu dương, động viên những đóng góp to lớn của các tổ chức, cá nhân vào sự nghiệp báo chí cách mạng của cả nước cũng như tỉnh Hòa Bình chúng ta. Trong không gian đầy màu sắc của lễ hội khai hạ dân tộc Mường Hòa Bình năm 2023, Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình tham gia trưng bày những ấn phẩm báo xuân đặc sắc, hội tụ những sáng tạo tinh tế nhất của người làm báo trên cả nước, mang đến cho bạn đọc món ăn tinh thần bổ ích ngày đầu xuân năm mới. Chúng tôi mang đến những cái tác phẩm ảnh đây là đều là những tác phẩm ảnh đạt giải cao trong các kỳ thi hoặc là trong các cuộc thi, trong sự lựa chọn của Hội Văn học Nghệ thuật qua nhiều năm. Đây là toàn bộ những hình ảnh mang tính nghệ thuật nhưng nó lại là những hình ảnh phản ánh cái cuộc sống, cái đời sống của văn hóa cũng như là kinh tế xã hội của người dân tỉnh Hòa Bình. Trên cơ sở của cái sự lựa chọn đấy thì chúng tôi cũng gửi vào đây để có những cái tác phẩm tốt nhất cho cái cuộc trưng bày của ngày đặc kỳ này. Thông qua các loại hình báo chí như báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói, báo ảnh và cả sách tạp chí đã giúp độc giả có góc nhìn toàn diện về sự đổi mới phát triển của báo chí và đội ngũ người làm báo ở Hòa Bình. Hoạt động trưng bày Hội Báo Xuân Quý Mão sẽ kéo dài từ ngày 28 tháng 1 đến 20 giờ ngày 29 tháng 1, tức ngày 8 tháng Giêng năm Quý Mão.